cho bao nhiêu bước chân đêm nay dừng chân nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Phát ra là thời gian trước hết vì lòng hoang mang, ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thực khi bao nhiêu ưu tư kia đi đừng lo gì, vui lên bao nhiêu em hề vui lên hơn nữa đi. Lung linh lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu, ước muốn đang trào dâng từ trong chiếc bao. Những giây phút thật là tuyệt vời và cảm ơn vì phần cộng hưởng của Uyên Linh vào phần trình diễn của Thu Minh ở ca khúc cuối lại khiến cho phần trình diễn của Thu Minh tối nay trở nên đặc sắc hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Uyên Linh. Cảm ơn xin cảm ơn sự kết hợp vô cùng tuyệt vời này. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với một phần trình diễn nữa của một nữ ca sĩ cũng là ban giám khảo. Chị rất xinh đẹp, tài năng, thông minh. Chắc hẳn quý vị và các bạn đã đoán được chị là ai chưa ạ? Ngọc Trang xin bật mí thêm là trong toàn bộ sự nghiệp của chị đã rất nỗ lực và cố gắng để có những sản phẩm âm nhạc mang chất lượng nghệ thuật cao nhất. Xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng tay để chào đón nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan.
vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em, từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh mình em bơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ, thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cánh hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao, được chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ, bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan, vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em, từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh mình em bơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ, thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ vơi đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau. Em xin yêu anh trong cơn mơ, người hãy đến dù là giấc mơ. Dẫu biết qua ngày thơ, mà lòng vẫn nhớ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Xin cảm ơn, rất là hãnh diện và rất là vui khi được tham gia trong chương trình của Mobile Phone hôm nay. Mỹ Tâm cũng có được một chặng đường hành trình cùng với Mobile Phone cũng rất là lâu, và hôm nay là được biểu diễn tại Hà Nội, và cũng rất là cảm ơn những tình cảm của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình, đặc biệt là dành cho Mobile Phone. Vừa rồi là một ca khúc mà chương trình đã yêu cầu Tâm hát, ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Hoàng Nhã, ca khúc Chuyện Như Chưa Bắt Đầu. Và tiếp theo, Mỹ Tâm xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị và các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc được mang tên Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa dưới ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa giữa ông để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Xin cảm ơn. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa dưới ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa giữa ấm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Chúng ta vừa đến với phần trình diễn của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ xinh đẹp, tài năng, nữ giám khảo thông minh được nhiều người yêu mến, nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á. Rất là nhiều danh hiệu, rất là ngôi, nhiều ngôi vị. Mỹ Tâm cảm thấy thế nào khi mà cuộc sống sự nghiệp của mình quá thành công như vậy? Thật ra cũng chưa có gia đình luôn mà. Wow. Đối tôi nghĩ rằng là gia đình. Nếu như mà... có lẽ là đối với Tâm, âm nhạc là hơi thở, là dòng máu. Cho nên là Tâm yêu, Tâm nghĩ rằng là mình sẽ đi đến suốt cuộc đời của mình.
Còn nhưng mà Tâm nghĩ một người phụ nữ thành công thì phải có được tất cả những thứ, ví dụ như là gia đình là một điều quan trọng nhất. Nhưng mà Tâm thì chưa có làm được, thì Tâm nghĩ Tâm cũng chưa có hoàn hảo lắm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chúc cho Mỹ Tâm sớm hoàn hảo trong nay mai thôi nhá. Và một người nghệ sĩ, lúc nãy thì chị Thu Minh có nói thì là rất cần là cái máu điên. Thế nhưng mà Phan nghĩ rằng để thành công thì cũng cần những ước mơ, những khát khao. Và Mỹ Tâm là một giám khảo của một chương trình truyền hình thực tế nói về những ước mơ đó. Và cô cũng là ca sĩ tham gia nhiều nhất những chương trình hành trình những ước mơ của MobiFone. Vậy thì Mỹ Tâm có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia chương trình hành trình những ước mơ không? Phải nói là khi mà ban đầu mà MobiFone đã mời Tâm tham gia những chương trình như thế này thì Tâm rất là vui và rất là cảm thấy tự hào, bởi vì ý nghĩa nhân văn của chương trình rất là đẹp, mang những cái ước mơ, một cái hành trình đến tất cả những cái mảnh đời còn khó khăn đó. Và Tâm nghĩ rằng bản thân Mỹ Tâm cũng là một người nghệ sĩ và cũng muốn được góp vào ít công sức của mình. Tuy nhiên với những hành trình mà MobiFone đã làm thì Tâm nghĩ rằng là nó cộng hưởng nhiều hơn, nó được sự ủng hộ nhiều hơn. Bản thân Mỹ Tâm chỉ là một ít thôi, rất là nhỏ thôi, nhưng mà có thể cảm nhận được tình cảm rất là lớn từ MobiFone đã gửi đến tất cả khán giả của Việt Nam trong suốt một hành trình rất là dài. Tâm đã đi từ Hải Phòng, đi lên tới Đắk Lắk, rồi Đà Nẵng, rồi Hà Nội. Nói chung là rất là nhiều nơi, cả Bình Dương, Cần Thơ nữa. Tâm đi rất là nhiều nơi và Tâm cảm thấy rất là tuyệt vời. Vâng, và chắc chắn hành trình ước mơ đó sẽ thành công với sự cộng hưởng của những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam được nhiều người yêu mến và đặc biệt là sự ủng hộ của quý vị khán giả. Còn bây giờ tiếp tục chương trình của chúng ta chắc chắn là vẫn sẽ là Mỹ Tâm. Thưa quý vị, hãy cùng cổ vũ cho Mỹ Tâm với tiết mục trình diễn tiếp theo. Cảm ơn Phương Anh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mỹ Tâm muốn được trân trọng gửi đến tất cả quý vị và các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Y Vân. Dạ, em cũng yêu Hà Nội. Xin cảm ơn. Đó là ca khúc được mang tên Những Bước Chân Âm Thầm. Màu mến thương, mắt biết sâu lắng động.
bóng đêm. Từng bước từng bước thầm, khi người yêu không đến, tuổi xuân buồn lặng câm. Đi trong chiều mưa hoang, đời biết ai thương mình. Tuổi xuân buồn lặng câm, đi trong chiều mưa hoang. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng kính chúc Mobile Phone thật được nhiều nhiều mọi người, tất cả những khách hàng sẽ ủng hộ cho Mobile Phone, và mong là tất cả quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe và tiếp tục thắng lợi. Tâm rất là vui khi được tham gia chương trình này, và Tâm hy vọng là mình có thể cùng hành trình với Mobile Phone nhiều hơn. Xuân về muôn màu, chim ca hát liêu lo, mong tình yêu đâu và ta ước mơ xuân thật lớn. Lần môi anh mùa xuân mãi bên tối ngày hôm nay. Cảm ơn vì những tình yêu mà chúng ta đã trao cho nhau trong đêm nay, để cuộc sống này cảm thấy thật là tuyệt đẹp hơn. Đồng trên lá xanh màu âu thơ, và giọt nắng nhẹ rơi hiện lên bước chân âu thơ. Mưa về con phố, hàng cây mãi xanh, gió đưa mây về hoa ca. Mơ về mùa thu không có lá rơi, nắng mang xuân về tháng tươi. Xuân về muôn màu, chim ca hát liêu lo, mang tình yêu đâu và ta hành trình những ước mơ. Và ngay sau đây xin được mời đại diện ban lãnh đạo công ty Mobifone, công ty thông tin di động lên sân khấu tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ. Chúng tôi xin trọng kính mời ông Mai Văn Bình, tổng giám đốc công ty thông tin di động VMS Mobifone. Xin trọng kính mời ông Nguyễn Đình Chiến, phó tổng giám đốc công ty thông tin di động VMS Mobifone. Xin trân trọng kính mời ông Dương Quốc Tuấn, giám đốc trung tâm thông tin di động khu vực 1 VMS Mobifone lên tặng hoa cho các nghệ sĩ.
Một lần nữa, thay mặt Mobifone xin được cảm ơn nghệ sĩ Đức Tuấn, Uyên Linh, Thu Minh, Mỹ Tâm, nhóm MTV, ban nhạc anh em và xin được cảm ơn đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn. Chương trình ngày hôm nay, quý vị dành tràng một tràng vỗ tay nữa để cảm ơn các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. VTC Digital chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng trong thời gian qua. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, VTC